Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Kim Minh. Mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bên lần bài boss với bắt số 15. Và ở lần bắt này thì đánh giùm cho anh em trong bang mỗi người hơn một rương. Thì ở lần này thì hơn cả anh Tùng này nọ với Khải thì hơn 130 con. Và cả lần bài thường và đặc biệt anh em. Đó, lần bài thường thì anh em cũng đã thấy thì hơn 2 rương nè. Đó, lần bài đặc biệt bên anh Tùng hơn 90 mấy con nữa. Thì có thể là hơn 200 con nữa nè. Rồi, ok anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở đầu tiên boss cho anh em xem nha. Rồi. Rồi anh Tùng ơi. Khui hàng anh Tùng ơi. Đẹp rồi. Anh còn 5 con boss anh thôi. Anh thả trước nhé, xong em mất boss anh nha. Rồi, ok. Anh thả trước đây, anh thả trước. Anh ăn nhiều, anh có cái tới bằng tin cái nó cả không anh Tùng? Anh thả trước. Anh cứ thả trước đây rồi. Hỏi bán em cái nha. Chạy chạy chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Cho em xe rác. Anh cho anh em ơi. Chào em ơi. Về ai lấy cái Phan Tinh về giã tổ Long Trần. Cái này đánh nhanh lên em đang giật cái. Lần thả anh em 7 con đánh lẹ thôi. Rồi quốc nè. Rồi anh cho tiếp Phan Tinh nè. Anh cho còn giật cái em đi. Rồi vô bùa. Đó, bùa rồi giao dịch ít độ nè. Rồi vô bùa. Vô bùa. Vô bùa. Ta mua tàu bán rồi mày. Phải là đi có xe phát phải đồng anh tặng okay luôn đây. Rồi anh em ơi, okay. Cái trong lên phụ boss nè, cho lẹ nè, lẹ nè anh em. Không có phụ em ơi, con boss này không cần phụ em ơi. Cứ đứng chơi giùm anh một cái, đừng có phụ nha. Anh phụ là chết luôn á mày, cứ lúc nào mày bắn mày mắng. Khi nào anh cần anh sẽ alo, ok anh em rồi. Boss đại á, ý là boss đại á. Boss đại còn lâu. Đây anh em ơi, xin bánh mới nha mọi người. Hôm nay thêm một gia truyền may mắn 25 nữa nha anh em ơi. Rồi anh phụ may mắn rồi anh ơi, phụ may mắn rồi. Tất cả bán đều full nha. Đó, 25. 25 là 50, 75. Nếu mà thêm được một quả nhẫn động sát nữa thì 81. Mới lại cái này là 86 nha, sẽ bán 86 nha mọi người. Rồi, chuẩn bị khui hàng. Có cái nào ngon dục lên ban coi anh đó. Ừ thì anh vẫn đợi cho anh em xem. Ừ mình vừa muốn tăng lên cái coi lại mà. Rồi ra nhiệt độ. Rồi thể. Nhiệt độ, một cái đao thủy nè ơi, một đao thủy nè ơi. Là khả xem cái bùa thời gian chúng động với kháng động đó nhanh lên. Còn rác cho em xin ít em làm giá tẩu nhé. Ok anh em mà lấy rác đâu, chạy ra đây luôn đi, anh vứt cho này. Làm giá tẩu này. À rác thì tí nữa em lấy những trang bị trang sức em ơi, cái này không có rác đâu. Cái này toàn shop thôi. Tí nữa trang sức đặc biệt anh sẽ cho. Bây giờ nó rộn gom đồ trong làm giá tẩu hoặc luôn. Khui. Khui. Đây là những cái mẻ đầu tiên em ơi. Hello anh em mới vô nha. 3k vũ khí. Đó. Đúng, 1. Đó. Không thuộc lấy có một điểm mà vẫn chi. Trời ơi. Rồi một cầu khí lên trọng 40. Trời ơi. Sao sáng đầu công ta. Không có hồi sáng đầu công. Mà, ok. Không có thời gian trống ta. Từ dễ em. Rồi. Mấy trăm con boss được. Full may mắn rồi đó mọi người. Cái dòng hoi này nọ tất kiểu cả cái kiểu là full may mắn nữa nè. Thời gian nằm chậm mà đột thời gian trống nữa bể. Rồi con thổ là gì đây? Sống này tiếp tục là 60 con của anh Nam nha anh em. Tiếp tục là 60 con của anh Nam nha mọi người. Anh Nam có gửi Khải 60 con nha. Rồi. Ở đây. Rồi ở đây 23, 20. Đây cái này anh em nó cần lấy. Một cái 540 nè. Đó. Cái này đỡ lại. Rồi. Tiếp tục nha anh em ơi. Đây bây giờ Khải sẽ lấy 5 động đi thả bot. Tại vì 5 động nó giữ mớ của anh Nam nha nè. Rồi vô cái nè. Tao muốn tăng độ khá cho game Unreal lên trên thế giới á, tuyển anh em ra kỳ bot chơi đi. Nữa nữa, đâu nó khỏi cho đánh, đừng có làm vậy, nó ra khỏi cho đánh đấy. Đừng có đùa. Tăng độ khá cho game. Đừng có đùa với thầy chùa nè. Tao không báo bot đi, Khải ơi. Đừng ok, đừng có đùa với thầy chùa, đừng làm vậy, không ai. Mình là kèo dưới nè, mình đánh thôi, chơi game thoải mái thôi. Rồi, đừng có kích động được người ta làm gì. Rồi ok. Bây giờ thả đến con Nam độc thả cho anh Nam 60 con nha mọi người. Một lần Nam 60 con, những lần 60 con nha. Ôi, ok nè. Tăng một dương này thiệt. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Ok. Đó. Thủy, thổ, hỏa. Cái tuân rồi của anh Tùng thì được một cây làm chậm 40 nè. Đây, để anh em nào cần vứt cho anh em. Giang Hồ Mộm Thiếp Lâm là ai vậy? Như Hương ơi, Như Hương dứt hai hạt lên Như Hương ơi. Cái con là em ấy nha. Ờ, một hàng ở đâu? Khá một hàng rồi. Đang lúc phim này. Lóc phim này. Đây anh em ơi, tiếp tục.
Thổ. Này thì đánh boss thì đỡ mình thiên kết thúc anh em, đâu có làm nhiều thêm đâu. Thiếu một nhẫn là đủ xếp 40 đó mà thêm tí hỏa sắc nồi là đúng bài ngay. Ừ. Hello anh em mới vô nha, anh em đang xem cho một lần hồ chơi anh em ơi. Đúng rồi anh em, hơn 300 mọi người đang xem cho một lần hồ chơi anh em ơi. Đánh này thẳng lần 5-7 con lẹ rồi qua về ba lần đánh đặc biệt nè. Tiếp tục. Chờ hàng, chờ hàng. Có voi đòi khủng long hả? Thôi, con kia mít luôn, không có đồ luôn trời. Áo nha. Quất quả mà nghe tẹt cho lẹ tăng. Quất luôn. Mẹ ôm luôn cho, quất. Hai con thổ hay lâu, thả thêm boss nha nè. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, thả thêm boss. Ui dù, ui dù, ui dù, ui dù, ui dù. Rồi, tiếp tục vô bùa. À, lâm độ, lâm độ, lâm độ, vũ khí. Nó này có một món thuộc lý mà nó chỉ có một điểm thôi nè, vứt luôn nè mà. Có kỹ này hit cả đi đây là nhớ. Không biết Khải có nhớ không chứ bữa giờ anh thấy 3 lần phục thủ vật lý một điểm mà đã đạt. Ừ, ừ. 3 lần. Rồi, chờ ủa, đợi cái này xong cho nên nè. À, rồi, nhận cái này nữa bói đồ nữa nè mà. Bói nè. Cuối ha. Cuối. Cái gì mà cũng lấy đẳng 1 để lại nha. Chốt. 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 Trời ơi, thời gian cũng đọc, không có gì hết. Chốt. Chốt. Không có lôi sắc nữa mày. Rồi, tiếp tục thả tiếp. Đó là tool của anh Nam nha Nam. Mới rồi được khoảng tầm hơn chục con rồi. Vẫn chưa có hàng gì quý cả. Vô làm ít tiền nha. Rồi, quýnh bao luôn. Rồi, tiếp theo. Ừ, anh em nào, anh em nào muốn mua cái băng thì inbox Zalo cho Khải em ơi. 0971728071 dùng Khải em ơi. Rồi cái gì sau cái buổi live này Khải sẽ hỗ trợ như là trung gian ạc cái băng cho anh em nha. Vào vào băng hỗ trợ băng luôn là ok nha anh em. Vào băng chơi cùng băng luôn là anh em đỡ giá hữu nghị đó mà xài luôn. Ui dạ, 2 triệu quá ghê. Cả đồ gạc anh 18 đô la cho anh em có 2 triệu thôi. Gọi là tương đối đủ chơi. 2 triệu là quá rẻ rồi. Giá tụt quần. Giá tụt quần à. À phải chị anh bán sớm anh mua mẹ. Ừ. Mày lại chơi đủ phái nữa. Đủ phái. Đứa ơi. Anh bán đi theo con người. Nó đi theo con đường em á. Đang có 30 thôi em, có 30 thôi. Có cái đôi giày á. Đôi giày á em ạ. Đôi giày á em là phải đa chương kim, đôi giày nha. Được. Nhưng mà anh em biết là em có cái tâm với cái quyết anh em hiểu không? Tâm quyết mà đâu, nửa tháng mà đổi làm. Quá tử thiên sơn chắc kia rồi anh em. Đổi với em không? Anh không kia em đổi làm gì? Không phải nói mới đây nè. Nhẫn ngọc bội thì phải đánh đặc biệt mới có nhẫn ngọc bội nè mày. Phải đánh đặc biệt nè mày. 18 gì nữa. Đánh đi trắng men à. Đánh đặc biệt thì mới ra nhẫn ngọc bội. Rồi thôi. Ôi, chỗ này ra ngọc bội. Mày làm chạy anh 18 mét nha mày. Một có như có một vũ khí kim anh em ơi, một vũ khí kim. Má boss chạy tới đây luôn thấy luôn à, chạy ở giữa kiếm nha. Đó. Trời nóng vũ 15, 120. Áo số. Giày số. Trời cái đao bằng sắt dòng cuối. Chán gừ luôn. Các bạn đồ quý mà thôi chẳng đao bằng kim. Ê, cái băng cấp 110 full top pin em ơi, chưa vào long tịch chưa tại kênh nhưng mà full top pin nha, full điểm phong độ rồi Evan kỹ năng tiềm năng cấp mùa Evan không thiếu mùa nào. Đó. Inbox Zalo hay Nguyễn ơi, anh em nào có duyên thì sẽ mua được trước thôi, tại vì hôm nay Khải mới ra hôm nay mà nhiều anh em inbox hỏi thì cứ việc inbox Zalo cho Khải rồi hữu duyên thì chúng ta có thể bán cho người đó thôi, tại vì ạc này khá rẻ nha mọi người.
cho anh em vào hỗ trợ chơi cùng ban hợp lý luôn em ơi. Rồi, giờ bó tiếp tục em ơi. Khảo tâm này bó nhanh em ơi, hơn gần 200 boss lận. Đánh nhanh rồi, đánh con đặc biệt nè. Dạ anh 18 lấy 5 thị em lấy liền á. Ồ, à chết rồi. Đúng kim cao. Ôi, về kim cao. À chết rồi, ủa mình chuyên ban chết rồi sao ơi. Rắc không em ơi. Món đồ này thì tầm cho thôi nè, đỡ cho anh em trong bang mới vô này em thấy không? Mấy những món đồ tầm trung này, anh em nào vô, bang sẽ hỗ trợ, đó, lên xịt đồ. Đó. Lực ngon quá. Những đồ được em mới đỡ lại mà, đồ đồ cùi cùi bán vài trăm xu, 200 xu thì đỡ lại cho anh em. Hoặc là 500 xu đến một kim cũng đỡ à, không có cho. Như cao vũ khí làm chậm đó, cũng cho anh em thôi chứ đâu có bán làm gì đâu. Chứ bán cũng được 1 đến kim rưỡi đến 2 kim đó. Rồi, anh em đang xem thì bắt 65 này thì với số may mắn 86% thì khá là đặc biệt mà không biết tối nay có về bờ hay không. Thì anh em cứ trên tinh thần đỡ lại một like sẽ ủng hộ chơi anh em ơi. Mấy mấy con thẻ kem trên tỉnh vọng. Anh em hết từ donate cái luôn nha anh em ơi. Ừ. Anh em xem like trên fanpage có thể ghé kênh YouTube cho một đăng ký ủng hộ chơi anh em ơi. Anh em vui vui cứ donate thoải mái. Ừ. Đừng không có buồn. Donate luôn nha. Còn vui buồn khóc cười gì ạ, anh em cứ đôi nét đi là mình ok là. Rồi, tiêu kim này, có hai cùng một kim này. Được cái đôi nét 10.000 chữ rồi. Đôi nét 10.000 cũng là tiền em. Không, đôi nét 50.000 vẫn được em, miễn vui là được. Bao nhiêu mà có. Đôi nét 10.000 xong kèm cho câu chữ là mệt. Kèm câu chửi, ai kèm một câu chửi. Vui thôi, lớn mà ai chửi nữa anh em. Rồi, ra thả thêm anh em ơi, ra thả thêm anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, đủ. Ôi, chết cụ rồi, thả xong góc kia sao đánh ta. Chết tui rồi. Vũ canh à. Đánh thì đánh được, mà em đọc không được bùa. Cũng nhờ, cũng mà nó không có lên đam. Rồi, đợi em ram bùa xong, em làm lên bùa. Bùa đánh được hết. Thì xin bản thân dùng nó ra đi. Ừ, kéo ra. Khui. Làm chậm, sinh lực cao. Đó. Đó. Ờ, bao tay năm hành vũ khí hỏa. Ok. Bao tay này cũng năm hành vũ khí hỏa luôn, ngon luôn. Trời. Trời ơi, sát thương 31, 94%, không có tốc độ đánh. What the hell. Trời, xem tới là Nam về bờ này. Thêm tốc 20-30 là chuẩn luôn rồi Nam. Đó. 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 Chết mày. Rồi, anh Nam về bờ được ngọc bòi 500 vòng 1. Được. Bao tay 500 luôn, được luôn của nó luôn. Hai món, một con nón và một con hai cái đẹp nha, bao tay xin được đẹp nha. Đó. Rồi ok. Hồi nãy ai lụm rồi. Tầm trung này cho ban rồi. Anh đang rồi. Rồi ok. Anh đang rồi. Anh đang không trong biết chọn. Được khải ra cừu sát cho nó quýnh vô ngay này mày. Biết cừu sát được không đây? Sao thấy cảm giác xa xôi vậy? Từ từ tao bị giải năng rồi. Bị giải năng rồi. Của Nam trước này mày. Đồ. Xem tí nữa là cái đó về bờ rồi. Nam đánh cho anh Nam anh Long ơi. Đồ mới tự nhiên bị gian vậy trời. Đồ không quen bùa được anh em ơi, toan lời. Không quen bùa được anh em ráng chịu khó xíu nha mọi người. Đồ tụi này nôn quá. Thằng nó không dính bùa. Bó đi Tăng. Má em hết máu rồi còn 15 bình nè. Bó cái dữ vậy. Đây để uống nè. Không bùa được, không bùa được. Thôi chịu khó tí này mà không bùa được anh em ơi. Thôi, để thông cảm tuần sau. Rồi, nhiệt độ này. Ôi, một ba con có một hai cây vũ khí rồi. Thả tiếp tục này mày. Thả tiếp. Giờ lấy tiền rồi đã. Có hai cây vũ khí nha nè. Tụi này có hai cây vũ khí nha. Có kích nha. Một kích một đao. Rồi, ok. Chưa có sản phẩm gì nè mày. Rồi, ok. Này là mồi thôi anh em. Mấy cái đèn bài này là mồi thôi. Khui. May mắn sẽ thuộc về tay ai. Trời ơi cái đài lưng. Ủa sao không thủ lý cái 2 điểm. Cây thiệt. Khó chịu thiệt. Làm 130. Này lúc này 40 à. 40. Đó. Đó luôn. Trời má cái cây. Sinh lực lực được sinh lực lực không chả cái gì. Rồi. Mồi thôi, nói chung là mồi đó. Rồi, tiếp theo những con tiếp theo. Anh em nãy giờ đánh khoảng tầm thực sự là nãy gần 32 con rồi, còn 28 con cuối cùng anh em ơi. 28 con cuối cùng.
Khui nè. Lùm 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 lùm. Ủa anh gãy thấy ai đâu nếp không vậy? Ai đâu nếp ta? Ai đâu nếp hả? Để anh kiểm tra tài khoản. Bị gì rồi không báo rồi. Gì vậy Khánh Đăng ơi? Nói đi em. Cuộc thổ không vậy? Ok thì nghe em đọc lại mình Dương rồi đến donate 30k nha. Ok em ơi. Đó có tinh thần đánh bot liền nè. Ok. Lôi sắc hồi công rồi sao mà thổ không vậy? Ừ, toàn thổ không. Cảm ơn thằng em, thằng em. Ok ok anh ơi, ok. Đạt không bằng 25. Ok em ơi, anh nhận 30k nha. Cảm ơn em nhiều nha. Ừ, đọc lại mình Dương. Rồi, thả thêm boss em ơi. Má đồ nếp BMK không chưa cha mà 500 xu quá chứ. Ủa, cái này kìa. Nếp tới 300, 30 mà. Ủa, anh kinh tô phở thôi chứ. Ủa, em mình sao? Dương nhiều quá, nhìn đại gia đâu. Ừ, tô phở, tô phở. Đi lòng nấu tâm thôi chứ. Anh donate qua tài khoản mà đâu phải donate lên màn hình đâu anh. Donate lên màn hình thì nó sẽ báo một cái nhạc của Võ Lâm Truyền Kỳ. Em có donate coi mà. Sao được. Ừ. Mày không biết mồi hết, mày mồi mày phải donate kiểu kia. Donate lên Play Duo á, nó mới hiện là donate. Phải mồi. Còn này là donate qua tài trực tiếp tài khoản. Rồi. Ừ, ngồi thật thêm nữa nè. Tụi này trực tiếp tài khoản đâu mất tiền phí. Ừ đúng rồi, còn em donate trên kia là 10k thì anh chỉ nhận được 7k thôi. Đó, đó vậy. Khui này, này vậy con. 10k mà nhận được có 7k. Ừ, mất hết 30% rồi. 30%. 130. Chỗ thùng rác không em ơi. Đồ, rác luôn. Sốp sốp sốp. Thủy này. Thủy này, vũ khí thủy 2k vũ khí thủy nha nè. Rồi, để thả tiếp bạn, được bỏ tiếp. Ngon. 2k vũ thủy nha. Cháu 40. 2k vũ thủy nha. Fan cứng của Khải khi nào có dịp lên Sài Gòn cắt tóc phi cho người anh em. Ok, cảm ơn Minh Quang Gaming nha. Có dịp Khải sẽ về Sài Gòn cắt tóc free nha. Cảm ơn người anh em. Chủ nhật tôi nói nè. Có dịp thôi anh em, có dịp thôi chứ giờ Khải cũng ít đi mà. Rồi anh em chỉ còn khoảng tầm khoảng 20 con nữa anh em ơi. Tụi này còn 20 con nữa. Rồi giờ bói đồ tụi này cho anh em xem thử được gì nhá. Hôm nay đánh gần 200 con là anh em. Ui. Rác này. Rác này. Ui rác này. Trời nó. À chá. Chịu. Trời bình sắc 10 điểm. Đủ. Đủ bình sắc 33 củi dữ trời. Nó 20 à. Bao tài trong 40 dòng cuối. Khán họ cái 5 điểm à. Rồi cái này mình thua cho. Rồi tiếp tục em ơi. Tổ anh tương nào với anh ba miền quá ba tiếng bây giờ. Bao nhiêu. Trời ơi nó cầm cái đao vàng khè nhìn khoái ghê luôn. Mình không phát tránh nó được cái đao vàng được. Cái đao vàng nhìn nó đẹp. Ui, thủy nữa nè em ơi. Trèo đáy. Cấp 1 bang hội nó lấy đao hả anh Tùng? Nó lấy đao con Triệu Vân đang cầm. Thả tiếp này. Hồi nãy vô tống kim có gặp. Rồi, một bao tây. Tụi này không có vũ khí nữa mày. Tụi này chưa có vũ khí. Ok ok, mít hơi bị rẻ. Rồi, khai ok đó nè. Ây dạ. Chon thôi nè, chon vui thôi nè. Cái đeo màu vàng nhìn đẹp ghê không? Lần này đánh cho anh em thì 60 con là khoảng 6 kim kèm với một cái hai dạng khoảng 2 kim nữa là khoảng hết 8 kim nha anh em.
8 kim liệu có những món đồ gì? Ây da. Đậu xanh từ từ từ. Giờ bây giờ là muôn trắng nó kẹt đồ rồi. Rồi, bỏ đồ cho anh em xem nè. Mình dính cây vũ khí bên tay không nỡ bỏ xuống nè. Làm 140 một cây vũ khí nè. Áo sốt nè. Sốt nè. Nón 540, nón 540 hai cái nè. Rác nè, rác nè. Và tay kim năm hành đợt ok nè. Rồi, một cây vũ khí nè mà. Ôi, sốt. Làm 130, sốt. Một cây vũ khí 540, hai cái nón 540, tầm tương đối tầm trung nè mà. Hợp lý, sinh lực lực hợp lý luôn. Mấy cái này thì không bán bao nhiêu tiền cả. 140 nè, 140 nè. Bao tay năm hành nè. Vũ khí 140, ok, ra nhiệt độ nè mà. Toàn những đồ tầm trung trung luôn nè, chưa có đồ nào VIP cả. Ủa đại sư huynh nó kêu để cho nó cái gì vậy? Đỡ đồ xấu dòng mà đâu có đâu mà đỡ. Đây, banana còn hơn chục con nữa nè mọi người. Tuần này còn 7 con nữa xong. Bắn thổ thả hết 7 con nữa xong nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Vẫn chưa có món nào nè mọi người. Vẫn chưa có món nào về bờ nha mọi người. Đồ 6 dòng thịt là bên rất khó. À, mãi giờ ông nằm khóc bây giờ. Vui nè. Rồi cho bó đồ tụi này tiếp tục nè mày. Vui, vào tay. Rồi, kìm, sinh lực, rồi. Lâu, bình thường mà anh em. Sốp 20, 23, sốp bình xác, sốp luôn. Trời ơi, toàn đồ. Ôi, cái nón 25, 20, sinh lực vậy đi. Nón khăn tưởng ra lưng nè. Tưởng ra lưng là được. Rồi, hơn 500 anh em đang xem cho hơn 200 like ủng hộ cho nha anh em ơi. Bắt này bắt 615 nha anh em. Đã đang đánh 610 con cho Nam Tiên Phong. Những con cuối cùng. Trời vũ khí nè. Rồi, bỏ nhanh. Tấm 1 chắc nhận được con bông tiêu đó, nhà đất quý phát ơi. Bông tiêu đó bạn ơi. Nếu mày may mắn thì có thể là phi dân thì quên lộn phiên vũ không có đâu. Tầm này chưa ra phiên vũ đâu. Trời ơi, toàn đồ bình trung bình nữa mà thiệt sự. Trời ơi, đôi giày à. Trời ơi, cái đau, không có tóc nữa anh em, tóc đâu. Đồ, mấy cái đau kim, đồ kim đẹp gương, không có tóc nè. 31, 25, 15 30, 20 là cũng rẻ. Đôi giày này cũng trung bình thôi, 15, 30, chả cái gì VIP cả nè. Dạ, dạ, Nam đừng khóc, Nam ơi, phải làm tiếp nữa Nam ơi. Lần này đau là phải tầm tóc 30 mới được. Đồ, không có tóc anh em ơi, 2k sát thương rồi, không về bờ được. Một cây vũ khí nữa. Đau tóc 20 rẻ lắm. Rồi, hết boss. Rồi anh em ơi, kiểm tra bên em đọc nha. Rồi còn hai con cuối cùng nữa, giờ lấy hai con nữa nè. Hai con boss xanh cuối cùng. Một cây kiếm thổ, lo sáng nội công không? Kiếm. Một nón nữa. Ok, còn hai con cuối cùng. Rồi anh em. Còn hai con cuối cùng bên em đọc nha. Đó, thả hai con nữa xong. 60 con. Ok, đợi khả sao đồ cho Hào Hà coi nha. Ờ, đại sư huynh này trên like Khải có sale đồ nào nè. Em xem thử nè. Có sale đồ đó. Rồi hai con cuối cùng 60 con. Ok, anh em thích sale đồ thì đánh rõ sale đồ anh em xem. Rồi nè. Nam đi ngủ rồi. Để hai ngày luôn rồi, tôi luôn rồi. Đây nè. Sơ đồ này thì đại sư huynh Khải có soi đồ trên video á Nam. Anh em thử xem lại nha. Sơ đồ này khá đẹp mọi người. Tầm này thì ổng đang bận set hồng ảnh đi chan rồi. Chứ ạc này là full set Newton 150 chậm và 80 chó nha Nam. Đó. Cái gia truyền làm 140 nữa. Ổng thủ một lý. Mực nào khác tất cả. Vi phong kỹ năng một cấp. Ạc này 4 kỹ năng vốn có. Đó. Nếu mà có dòng băng hồi nữa thì 5 kỹ năng cũng có. Rồi, hai con cuối cùng. Xong này đến anh Nam nha Nam. Nam xong rồi đến anh Tùng. Anh Tùng chạy về ba lên thì nó cũng đánh nó anh Tùng ơi. Không thì quýnh anh trước luôn cho lẹ anh Tùng ơi. Ừ, đỡ cho lâu.
Anh Tùng 90 con quýnh chắc cũng tầm 30 phút. Uầy, chô, hai con này rất đồ quá trời luôn em. Ui. Ui. Chứ vẫn chưa có món nào về bờ anh em ơi. Cái tiết mình tin nhiều vậy anh Tùng. Ôi, chô, đồ vậy, không có tóc. Không có tóc. Đến bằng đi anh chứ không lấy tiền đâu cho thôi. Chắc nộp 20, chả cái gì. Trời ơi, cái đau. Ui, chô, kiếm đẹp gơ luôn, không có lô sắc nội công. Trời. Không bênh thì giống đọc ngon cái này đó ra xài xấu dòng được. Trời ơi, cây quý. Ôi, ok này, đang đánh nè. Trời, làm coi sắc thương một nữa, không có gì hết, rắc luôn. Này nữa. Không có siêu phẩm. Không có siêu phẩm anh em ơi. Rồi, bên đồ anh Nam thì thực sự là không có siêu phẩm gì anh em ơi. Được 2 cây vũ khí 540 và 2 món 540 hả? Đây nè anh Tùng ơi. Đây. Anh em ơi, 2 cây 540 thì vứt trong kia rồi, như là 2 món 500 này. Đó, nếu ngày mai anh lấy 2 cây 500 thì đỡ được rồi, phải vứt lại 2 cây 500 rồi. 1 nè. Rồi, đây nè. Tổng đồ bên anh Nam thì được đa số là món 500 thôi. Đây. 2 cây vũ khí 500 tầm này thì có 1 cây này tầm chắc khoảng kim. 1 kim thì khoảng tầm 65.000 thôi nè. 1 kim. Đó. Rồi ngọc bội 540 dòng 1 và một bao tay 500 sinh lực động lực dòng 2. Rồi hết. Nếu nó còn đánh thì tiếp tục đánh bên này cho anh Long nha. Rồi Long Long đến. Bao tay cũng được, ngon luôn. Sinh lực động lực luôn. À từ từ á, Khải có mấy con đến Khải nha anh em. À, thôi bên này được rồi. Thôi đến cho anh Long đi, cái này 9 con của anh Long. 1, 2, 3 8 con nhé. Chúc cho mấy cái cục vàng vàng để chỉ cho nó nhiều những đứa bé xài bị thay dâm nhé. Cái... 2, 4, 6, 8, 9 con của anh Long này. Rồi bên kia 60 con nữa, 9 con còn 180 vạn nữa. Tháng 1 lần 9 con quất luôn cho mấy ông thấy. Tiếp theo. Đó, 9 con tiếp theo nha anh em ơi. Vô vô. Tha tiếp tục đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đủ tháng lần 9 con cho mau thấy. Chưa bút tạ vào. Chết. Rồi, full may mắn nha anh em, tiếp tục bắn full may mắn thôi. Cứ tầm 20 phút hơn là cắn một lần may mắn lại nè. Đó. Rồi, tiếp tục đây là đánh cho anh Long nha anh em ơi, 69 con nha anh em ơi, 69 con nha mọi người. Ủa cái này không phải của Khải hả? Không không. Cho anh Long trước đi, em cuối cùng. Em có hơn chục con. Chục con là 3 kim. Đặc biệt được 6 7 con, thường được 4 con. Anh yêu mình mua được nhiều đó. Nhật độ, nhật độ, nhật độ. Mọc, mọc, mọc. Bói nhanh này. Bói nhanh, ok. Bói ra ra nhật tiếp nè. Cuối hàng. Rác này. Rác này. Rác này. Rác này. Kháng hỏi 2 dòng 1. Được, xin lục lực thiếu lâm này mà ăn được. Làm 140. Anh Long về bờ được một ngọc bò 540 vậy nè. Một tay nỗ lực sốt. Trời ơi cái áo anh Tùng không có phục hồi. Trời ơi. Đâu? Phòng thủ 16 là 140 thông pháp không phục hồi. Rồi. Cái này siêu phẩm luôn. Cơ hội sắp ra rồi đó. Sắp ra đột xình rồi đó. Được. Không phục hồi nè. Cái áo này hệ thổ mà sao mà. Ừ hệ thổ anh Tùng không ăn được. Ờ nó là hệ thổ nè. Nó kỳ giá dữ. Độc sát nội công dòng 2. Độc sát nội công dòng 2. Ừ. Rồi cái bước này đây. Mấy này không ăn thua đâu. Cái độc sát nội công dòng 2 30 mấy điểm đó là học trưởng xài ngon lắm luôn á. Một ngọc bội này. Đa lưng dòng 1 này. Áo này trưng bày cho đẹp thôi. Áo này cho đẹp thôi, không có gì nha Nam ơi. Nó cho đẹp thôi. Không có. Không có. Đó, lái xe chia sẻ Nam ơi. Rồi, 9 con đầu tiên. Rồi tiếp tục Khải lấy ngày 10 vô lấy bot đã. Ui. Đó. Đó. Trời, không phục hồi, không rác luôn. Rồi đi vô lấy bot lại đợi chút. Nên Long 60 con tiếp theo nha. Ông vô lấy ông tù cho nó lụm máu rồi. 5 120 vạn lần thả 6 con này.
Vô lá tiền nữa. Sẽ con tiếp theo. Rồi. Đồ nãy giờ nó ra nó có bị thiếu gì đó. Ừ, nó không kiểu không chịu đặt móc nữa nè. Hồi nãy giờ là anh thấy cao đó là đẹp nhất luôn mà. Ừ, không có phục hồi. Thà nó có phục hồi đồ nhìn đẹp đẹp đúng không? Rồi, tiếp theo. Cuối hang. Đó. 60 con tiếp theo nha anh em. Anh em đang xem cho một lần hồ chơi nha anh em ơi. Bối chậm à? Bối chậm quá hả? Ui, bối này nhiều khi khai bối nhanh thì anh em bảo nhanh quá. Bối chậm này chậm quá hả? Chung là bối phải để cho anh em xem để nó mới có cái cú. Anh em đang xem cho một like nha anh em ơi. Long về bờ. Anh em nhớ đâu nét nha. Ừ. Bố chậm cho anh em xem thôi ạ. Nhiều khi anh em hiểu là Khải bố chậm, anh em bảo Khải sao bố chậm quá anh em ơi. Nên là Khải xem cái nào không ổn, Khải bắn nhanh luôn anh em ơi. Nếu mà thực sự muốn bố nhanh là Khải lái auto á. Khải lái auto Khải bắn nhanh tại chỗ luôn nè. Đây là Khải chưa dùng auto nha. Khải dùng auto lọc đồ là nó bắn nữa luôn nè. Bỏ như này được rồi để anh em còn xem nữa. Chứ một khi mà đông quá là Khải dùng auto lọc đồ luôn á. Cho nó tự bắn luôn. Ok không Hà ơi. À, dù lái thêm 6 con nữa thả tiếp. Đó. Cứ xong con này là tiếp tục 6 con mới. Dạ thôi. Rồi, tiếp tục 6 con mới. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, quýnh là ra liên tục luôn nè. Đồ nhặt liên tục luôn nha Nam. Rồi, nhặt. Trời ơi, một cây vũ khí nè ơi. Một cây vũ khí nha. Cui. Cui. Nó lên chậm 40 sao? Mấy cái này nhiều quá nhiều ạ. 20. Khăn lôi 26. Ừ, cái này cũng được. Cũng được á, dòng 1 cũng ngon á. Ở đây, ôi, ở đây lên chậm 40 phục hồi lực 4. À, đậu dòng 2 nè. Dòng 2 giờ đang phải xài hiệu ứng 580 chóng 80 chậm như Khải mới ra mới kích được. Ừ, cũng được á, tương đối được á nè. Quan cho xe cộng. Nón này quan cho xe cộng. Rồi, tiếp theo. Này sáng năm động 11X hơi khó vlog rồi. Sáng năm động hiếm lắm. Hiện tại anh em xem cái top năm động này. Nó khá là phèn mà đỡ mua 11X hơi canh à. Tại vì năm động ít người cày anh em. Đó. Nó chỉ tầm hơn chục ạc thôi. Mình giờ mua ạc đá là khác gì ạc top rồi. Nên là khó. Phải chẳng chưa. Chưa nghĩ vừa là sao. Chưa lên được. Cái event là lên ôi bó tiếp tục anh em ơi. Đó, hàng về cứ gần xong là Khải ra cái thả tiếp anh em đánh nhanh lẹ anh em ơi. Đáng lý cái này anh Long tự thả thì mình sẽ đánh nhanh hơn. Đây Khải tự thả, Khải tự bó nữa, nó hơi chậm một nhịp nữa. Ui mặc áo đẹp không phục hồi. À nón 20-30 áo rác nón kim cụi quá không có sinh lực cao. Ôi gì vậy. Trời ơi, cái này băng sắt 76 là tiền về luôn nè. Băng sắt 76 là tiền về luôn ấy. Trời ơi, bảo anh ấy tránh nè, khắc hồng kim không phái đâu. Cây cây thiệt độ. Lực cao, xin khí cao luôn. À, cây thiệt sự nè. Rồi, bán đồ này cho xe thôi mà, cho ba thôi. Không mà sao bao nhiêu. Băng sắt cũng đủ móc. Băng sắt có hai mấy. Băng sắt có móc 1 là gì? Móc 1 như không. Bó chậm thôi ạ. À. Ok. Đúng là anh em xem đi, nhiều em... nhiều anh em chín người mà ý anh em ơi, người bảo lúc mà trên live á và lúc mà Khải ra video á kêu bối nhanh bối chậm quá, giờ bối nhanh là ok bối chậm nha, ok giọt sỏi bối chung chung cũng khó nữa. Rồi ra sẽ tiếp tục 6 con nha anh em. Nhiều anh em bảo Khải là bắn nhầm, không có nhầm đâu anh em ơi. Khải nhìn đến đâu là Khải vứt đến đó luôn, không có nhầm được đâu, sao mà nhầm được. Nãy là bán đôi giày thông pháp 17 làm chậm 40 chứ không phải là lưng đâu. Nhiều anh em bảo là lưng không phải đâu. Thật ra cái người mà người ta bói đồ á, người ta nhìn phải nhanh hơn cái người xem. Đúng rồi, đúng rồi. Trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn. Vô cái là người ta đã biết được đồ dòng gì gì đó. Đúng rồi. Anh em xem anh em bị hoa mắt á, anh em kịp. Nhưng mà tích chậm lại cái được phục vụ cho anh em xem. Ừ. Rồi, này quá chậm. Nhiều khi trên live anh em cảm giác nhanh quá nha, thực sự là Khải bói cũng kiểu là trên live nó bị kiểu là
trực tiếp cũng như anh em đánh cờ nè, người đang ngồi trong bàn cờ thì thấy nó khá là nhanh gọn, mà người ở ngoài á thì họ thấy cái bàn cờ rất là thoát nè. Rồi cái kiếm là 40 trận. Rồi, khui hang, 3 cây vũ khí, 4 cây vũ khí. Về bờ. Không về đó, 4 cây là phải về đó. Ôi, không phòng thủ, không phục hồi. Chậm 20. Vấn này là chậm rồi mà anh em. 20. 40. Trời ơi, không phục hồi. Lại phòng thủ lấy 2 điểm. Má vãi rồi. Sốc. Thời gian chúng đọc nữa. Má. Lại thời gian chúng đọc không có lô sắt nổi luôn. Cái lô này lô. Má cái lô gì mà toàn lô sắt không có toàn thời gian chúng đọc không bằng không à. Ừ. Rồi tiếp tục em ơi. Khui. Ok, đợi chiều làm khán giả Khả sẽ cố gắng bói chậm lại một chút cho anh em xem. À, vừa rồi là bói chậm đó nè. Vậy là chậm lắm rồi đó. Bói đến đâu thì cũng có comment đến đó cho anh em xem mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh Long nãy giờ cũng chưa được về bờ nữa mà chưa được món nào nha. Chỉ được một cái ngọc bội thôi. Này. Hoàng Long cũng đang nhầm cái điện thoại chứ. Một bộ tây này. Nên chậm 40. Nếu mà gió đang đi năm hành thì may ra nè, như năm hành như Khả này, dòng 1, dòng 2 đều kích luôn thì may ra xài được. Đó. Đó, thì bao tay này có thể gió đang xài. Này nghe mi dòng 1 là lần cứ hỏi thiếu lâm. Ngọc bội làm chậm đó. Nếu bây giờ anh em nào mua chơi gió đang năm hành thì mua cái ngọc bội này với bao tay này là một combo đó nè. Đó, ok chưa? Một bộ luôn á. Combo luôn. Thiên cũng được á. Đâu thích. Ừ, thiên cũng được. À, nói chuyện thiên này, em mua ngọc bội, cho mua ngọc bội này nè, anh Nam Long đã rẻ cho mà xài, 80 chậm. Mà đúng nếu lên 80 chậm thì em chỉ còn 40 chó à. Thiên Nam. Thiên Nam đó. Một cây vũ khí này, rồi vô bói, vô bói, vô bói. Vô bói nè. Bói hả? Bói hả? Ngọc bội em rồi, bội quả đó. Ui. Đó. 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 Cho em trang sức chưa có em ơi. Trời, tổng lát, đôi sinh lực cao à. Cũng được đỡ mấy lần sinh lực cao, nè em nào đi xấu dòng á. Cần người lái xài, xấu á. Ôi, cái đây lần không bằng 20 à. Cháu vãi. Trời, rác nữa. Trời ơi, toàn không bằng sinh lực cao không. Ở tây này. Những đồ xấu dòng này tầm trung thôi nè. Không có bán được giá, toàn cho này. Rồi, khui. Rồi, tiếp tục thả tiếp số con nữa nè em ơi. Like đi nè em ơi, anh em like ủng hộ chơi nè em ơi. Gần 500 anh em đang xem cho like ủng hộ chơi nè em ơi. Chúc đánh đặc biệt mới có trang sức em ơi. Tí nữa đi, đang đánh bất đại mà. Bất thường, bất thường. Đó, cứng lần xấu con thả vi vu em được rẹn luôn. Thủy nhiều kìa. Thủy nhiều kìa, ba con thủy à. Ủa, em ngồi rồi. Bán kiếm tiền mua máu, trời. Tí giao dịch cho ít tiền dạ. Chứ đồ cùi bán không được bao nhiêu đâu. Đồ cùi bán không được bao nhiêu mà ngồi nó phô phá không hết. Ngồi thường thơ mà mất tiền on. Dạo này là server lại hay bảo trì nữa, mỗi lần bảo trì xong rồi đặt đít mất mấy chục dạng, mất 50 dạng nữa, chết luôn. Rồi, ở server này server đồ xanh nha anh em, lệnh bài boss rất là hiếm nha mọi người. Đánh một con, đánh hai con là hết 70.000 anh em, cứ hai con là hết 70.000 anh em. Anh em cứ nghĩ đi. Chứ không phải rẻ đâu anh em. Nên đồ server này nó rất có giá. Trời, má đồ vậy. Trời, đáng hồi 20. Đáng phải. Trời, đánh lưng có 19-20 à, cù quá. Rồi, đáng lộ. Lộ sắp ngồi cong nó mới đầu chứ. Không có cái gì hay ho hết. Không có gì gọi là sức phẩm cả anh em ơi. Toàn rác với rác này. Cũng có ngày à, một cây vũ khí nữa. Rồi tiếp tục 6 con nữa. Bây giờ mới thả thôi anh em. Như còn 2 con thủy. Một con hỏa. Một con
này đánh nhanh rồi đó, khả thắng lần này như này đánh nhanh em, khá rực rẹo em, tại vì hôm nay đánh khá nhiều, khá là nhanh, không đỡ em chờ lâu, vừa thả vừa đánh, vừa thả vừa đánh. Một cái kích thổ à, kích thổ. Ê, một cái phi tiêu nữa nha, một kích một phi tiêu. Rồi khui một cái phi đao nữa, hai tiêu, hai phi đao, một phi đao nữa, khui ha. Đó. Chọn 13 điểm số. Số. Ok, 12-20. Số. Trời. Chẳng đời vãi. Trời, chẳng đời vãi đấy. Trong ông cháu 20 kìa. Bang full rồi ông ơi. Tọn độ chung chung không củi dữ ta. Cái đồ đấy. Không có đồ. Nhiều rồi. Không có đồ, không có đồ. Không có đồ, từ từ giờ băng full rồi, không vô được em ơi. Không vô được. Hạng 200 thôi, hạng 200 thì nó hạng 600, hạng 600 anh ơi. Đợi Khải tí. Anh à, có trưởng lão nào anh em ơi, có trưởng lão, để trưởng lão đưa vào. Có trưởng lão nào online anh em ơi? Như Hương ơi. Đây. Ok, bạn Liêu Bách. Bạn Liêu Bách giùm. Rồi ok, anh Tùng cho ạc tròn vào ban em cái. Thí nhiên anh ơi, cho vào ban em cái. Đây là nghiên cứu, em kích một ạc ra ngay. Kích một ạc là cho ông này vô ban ngay. Thiệt sự thằng em. Ơi, trước mắt cái trò còn à, thật sự luôn. Rồi, trước mắt cái trò nghe mùi mình ra bàn đi. Cho vô bàn giùm em anh Tùng ơi. Bạn đưa bắt nha. Nghe mùi mình thì mình chưa tính đến đâu. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Ôi, không tiêu nữa. Long môn trắng được anh Tùng ơi, nó không có thổi phù gì cho nó cái thân phù luôn anh Tùng ơi. Trời ơi, ừ. Mai mua lấy kim mua được. Long môn trắng rương anh Tùng ơi, hay như Hương được, như Hương gì long môn trắng rương cho nó vô bang rồi cho nó một cái thân phù luôn. À có này, có này, em đem cho giao dịch. Em có, em cho, em có, em có. Đó ném được mà. Đấy, cho một thân hình phù này. Rồi. Anh Tùng đứng im đó đi, đỡ nó chạy qua. Không biết là ông đó như thế nào nhưng mà 104 nhưng mà xin vô bang thì cũng gọi là ok đấy. Được chưa? Ok rồi đó. Rồi. Ôi trời ơi. Rồi, bố đồ nhanh cái hết giờ nè em ơi. Cuối hang. Đó. Ôi, về bờ đôi giây. Về bờ đôi giây. Về bờ. No một luôn. Quá đẹp. Về bờ đôi giây cho anh Long. Đâu cái này mà chống làm 140 nó ngon rồi. Phi bờ đôi giày anh em ơi. Má đôi giày nô 1 luôn á trời. Đôi giày nô 1 luôn nha anh em. Ôi, độc sắc là 10 kháng độc 24 được, ngon. À, lông về bờ, lông về bờ. Rồi ok, về bờ anh em ơi. Đôi giày rắc. Rồi lông về bờ anh em ơi. Đôi giày thủy đẹp quá. Phi đao cũng được nha, phi đao xài cũng ok nha. 40. À, đôi giày đẹp dữ, ta mắt mình hoàn toàn luôn trời. Khăn họ 20 rồi nè, cái này 25 nữa đẹp luôn. Ôi trời ơi. Về bờ. Cái cây phi đao cũng ngon nha. Không đẹp mà, phi đao đẹp sát phòng đầu đấy. Ừ, phi đao cũng ngon nha, tóc 30 nha. Sinh lực nữa chứ. Wow. Ồ, khăn lô cũng được luôn á, khăn lô 14 lần. Ừ. Được luôn á. Ok, đó. Nó bò chậm, nón làm chậm. Được những đồ tầm trung. Ôi, được về bờ vài món nữa mày. Này là vứt cho bàn nè. Ở tay này vứt cho bàn nè. Rồi, về bờ được hai món. Phi đao, tóc độc sắc. Và một đôi giày thực sự là quá bình của bình luôn. Em xin lực cho các ngõ đầy đủ luôn. Vãi cả nồi. Hỏi các rừng anh đã chậm rừng á. Xin lực 13 là xin lực lực luôn chứ. À, nó phải về bờ như vậy chứ. Lại hết chứ. 58, ngon rồi. Đây ngon đấy. À đẹp.
thực sự là một đôi giày mình thấy là từ đầu server đến giờ đôi giày đó có vẻ là đẹp nhất rồi anh em. Quá bình luôn. Rồi ra nhật đồ ngay. Trời ơi, bởi kia đồ quá ai, trời nữa nè. Ai mang đôi giày khác không, ngon hơn thì không, không biết. Chứ đôi giày đó anh 18 mua là ngon luôn. Thì tại trong trong boss là cái đó là ổn nhất rồi. Đỉnh nhất rồi đấy. Hiện tại là thiệt đồ xanh là đôi giày đó đỉnh đỉnh nhất luôn rồi đó. À, sinh lực nội lực mà kháng hỏa nè, choáng 40, tốc 40 nữa. Win của Win không khác cái đồ tiếng luôn, ngon. Mình phải 10 kim. Ừ, sao 10 kim em, nó phải hơn sao là 10 kim tàu lao. À, không biết đừng nói tầm vậy vài chết nha. Cái đó được xếp vào hàng nô mà sao 10 hàng nô sao 10 kim được em. Đó. Hàng nô thì chỉ có 25 kim, 30 kim. Ừ. Giày nón áo rồi. Thả đấy đi. Đâu, cái đó bán phải vài chục kim. Đó, hàng về. À, tiếp theo. Sao anh ơi, gần xong rồi, còn có hơn chục con anh ơi. Vào rồi, vào rồi, anh như hương nhau rồi, anh đi chan lên Tùng ơi. Ok này. Rồi. Đó, còn ba con lộ lẻ lẻ quất luôn như đây. Nón độc số. Áo độc số. Cái đó mà giày nữ là anh Tùng hút rồi. Giày nữ đi ăn băng là giày đó là quá đẹp luôn. No 1 của no 1 luôn. Không có cái đôi giày nào mà đường môn băng bằng đôi giày đó. Nói chung tình đôi chắc là được mà. Năm hành cũng ok luôn em. Trời. Ngon vô lờ đôi giày. Silver đồ xanh đó anh em. Không khác cái đôi giày tím luôn nè. Đẹp vãi. Xếp ra đồ năm hành đẹp. Quên đủ anh 18 dịch nữ. Quá đẹp. Qua là cấp. Giao dịch. Đây. Ôi, 11 ít luôn anh, đẹp luôn mà. Có 137. Sinh lực lực đầy đủ, khác hóa luôn anh. Hay là anh Tùng 20 luôn. Nói chung á, cái này nè, em nói thiệt luôn, nếu anh Tùng thiệt sự muốn chơi, em nghĩ anh Tùng nên chuyển về nhân vật nam và em sẽ hỗ trợ những món đồ cũ của em á, anh chơi đường môn là hết sảy ông bà bảy luôn, đường môn nam. Mà phải xét đồng bang. Nhớ nha, nhớ nhớ là ông bà bảy nha. Nó xảy luôn, cái đôi giày thực sự tìm không có luôn anh em. Má, đôi giày nhìn chắc quá anh rồi. Thằng nô mà. Ôi, quá đẹp luôn em. Đúng rồi, mắt đây thôi rồi, không có gì để nói. Không còn gì để nói. Không còn gì để nói. Tiếp theo anh em ơi. Giao dịch ngã. Ok anh ơi, anh tính đi. Cái này... Để anh ngồi anh tính ha. Ừ. Để anh ngồi anh tính. Hiếm lắm anh em ơi, hôm trước Khải bán một đôi giày cũng 6 dòng, Khải bán được 2 triệu rưỡi đó nè, hơn 40 kim ấy. Đôi giày này thiệt sự là quá đẹp. Đã, quay ra. Trời ơi, cái này chón không có luôn, căn hộ không có luôn. Trời ơi, cái áo đủ không phục hồi trời. Rồi, tiếp theo, tôi thả thêm vài con nữa anh em ơi. Thiệt sự đôi giày quá đẹp nên là chúng ta nãy giờ comment rất là nhiều vấn đề. Nên là Khải quên giao dịch luôn. Ok xong rồi nha. Rồi, còn lại à. Mà quên rồi bán shop kìa, đồ bán shop chất lượng. Anh Long vào bờ. Ừ. Muốn nam phòng thủ thì có nóng em thôi anh, có nóng em nè. Nóng em 25-20 nè anh. Nóng em thì thực sự em đưa anh mang thì không có gì để chơi hết nước chấm luôn á. Ừ thì ông có nói ăn bang anh. Chỉ khi anh lên ăn bang thì anh mới sở hữu được cái nón này. Thực sự không còn gì để chơi luôn. Thực sự cái nón em đưa anh luôn. Không có gì để chơi luôn. Ủa sinh lực ghê vậy. Thì ông mới nói cái đồ này em để dành mà em đâu bán đâu. Tôi không vì giờ cái nón của bên đẹp vái nồi. Sinh lực dữ đi. Em để dành cho nó. Đâu có bán cái gì đâu mà. Nó trả em 25 kim bữa giờ có bán cất đâu. Để dành cho nó. Nó nồn. Đúng rồi, bao tay ok rồi, nón ok rồi, đai lưng này luôn anh Tùng. Đây là lưng của anh hôm trước đây. Là thực sự là anh đủ 80 chậm luôn ấy. Đó nè, chỉ vì anh có xe đăng bang, chuyển Việt Nam là thực sự đồ không có thiếu gì luôn. Đó, ok chưa? Có áo kháng họ luôn, phục hồi 40, sinh khí, sinh lực 1 lực 10x, rồi chón 30, kháng họ 20 luôn. Là ok luôn ấy. 80 chậm, 70 chón, đó. Đây cũng ngon nha. Còn nếu mà anh Tùng muốn 80 chón, anh Tùng ơi, nếu anh Tùng muốn 80 chón em sẽ có một cái áo kháng hỏa 13, sinh lực 10x, sinh khí và chón 40 cho anh luôn. Em có áo đó luôn. Là 80 chón, đó. 13 20 là 33 giây. À cái nó có nhất cái kháng hỏa mắc rồi. Ăn ba nhất kháng hỏa. Ừ. Nó cần gì kháng hỏa nhiều đâu em. Nói chung là
theo em nghĩ á, một là anh mang áo, hai là anh mang giày, còn lại là phòng đại full kháng cả, quên full phòng thủ lý được xong, đẹp hơn. Chỉ cần mang một 40 chón thôi. Mang một đồ kháng hỏa thôi. Một thôi, một làm 140 vũ khí. Nếu rồi, gì phần, phần thủ 11 số trang cơ rồi. Ui 25-20 từ 40 là ngon. Trời ơi. Có vẻ về bờ 20 nữa. Rồi đáp cầu khí khác luôn. Quá đẹp luôn em ơi. Rồi cái này là 140 vũ khí. Không anh thua em ơi. Món này không bao nhiêu. Đợi tí chỗ quân lông mà 25-20 rồi. Nó còn 5 con nữa em ơi. Là đồ con long thì những món đồ mà gọi là có tiền, bán ra tiền thì đỡ là cho anh Long rồi. Ngày mai giao dịch lại cho anh thôi. Ba Long Nguyện nó xong rồi Khánh nhá. Ok anh ơi, rồi xong này Nguyễn đã ăn hợp lý luôn anh ơi, gần xong rồi. Còn có 5 con nữa thôi. Rồi. Quá hợp lý luôn em ơi. Tool này thực sự là đúng là xếp may mắn nó tăng thêm một chút cảm giác đồ nó hiệu quả hơn một chút nữa. Khá ok. Rồi 5 con cuối cùng của anh Long. 1, 2, 3, 4, 5 6, 9 con. Rồi xong của anh Long thì đến khải 3 con thường và 6 con đặc biệt nữa xong. Anh Long quên anh Tùng đứng vị trí đó luôn, chờ luôn anh Tùng ơi. Chờ luôn đi, rồi để mình qua nữa là tháo luôn. Xong này đến khải 3 con thường và 6 con đặc biệt như nào. Đó, qua bên ba lần Hàn Quốc 6 con thường, 3 đặc biệt nữa xong. Quá ngon luôn. Đừng tự anh em đang đánh boss em ơi, đồ anh em phải biết đang đánh boss mà sao có gì mà cùng lộn vị trí rồi. Rồi ok anh em ơi. Rồi đó là còn 5 con cuối cùng của anh Long nhá. Đây anh em ơi. Trời đôi giày đẹp quá chứ. Đồ xin lực lực luôn 40. Thiệt sự đừng nếu đi đường môn á, cái đôi giày thiệt sự là nó mắt pin ở chỗ là mắt tóc anh em. Má đường môn cần cái tóc kinh hồn luôn anh em. Rất cần đôi 40. Ừ, đẹp vãi chứ. Thằng này vậy. Cái hỏa 30 nữa mới đau đầu chứ. Không được 17. Còn 20. Quá tuyệt vời. Hiện tại chưa có đôi nào hơn nên vẫn nói là đôi này đẹp nữa. Thằng nó. 34 này xin chiến 15. Thằng nó đây. Tóc 40, chón 40. Sinh lực nội lực 12x. Kháng họ 2x. Anh lóc giùm em con Nga Mây vô nha. Em lóc mấy em kia đầy đủ hết rồi. Chỉ có như đó con Nga Mây á. Ừ. Hàng độc luôn rồi. Đẹp gơ gớm. Rồi những con cuối cùng xem có về bờ không nha anh em ơi. Tầm này chích ngủ hết rồi. Giờ cái sâu không ai xem đâu anh em. Rồi những món đồ cuối cùng. Quá đẹp đôi vậy. Thực sự anh Long đánh thì khoảng 69 con thì tương đương khoảng tầm cả tiền dạng thì khoảng tầm gần 10 kim nữa. Khoảng gần 10 kim. Gần 10 kim. Ra được đôi giày này về bờ không lỗ. Thì khẳng định em là bán đôi giày này sẽ không lỗ. Không bao giờ lỗ. Bắt là bắt 65 rồi. Về bờ. Không lỗ. Nhưng mà anh Nam thì anh Nam chắc lỗ. Anh Nam không có đồ bao nhiêu cả. Anh Nam chỉ có vài món thôi. Anh Nam với 8 kim thì thu được vài món làm chậm cũng tương đối. Khui. Rồi lại về bờ thêm đai lưng nữa, ngon nữa. 28 khăn lôi sẽ được 100, đai lưng này bèo lắm, được 3 kim cho đến 4 kim, bù được 30 con boss cũng được, ngon. Ngon là được đai lưng nè. Cái lưng 28 hả? Bạn ừ. Lưng em rồi. 28 sinh lực cao em. Đó. Lưng em tới 29 lưng. 29 mà không có sinh lực, sốt. So gì mà so. Người ta đúng so kiểu người ta có tiền, người ta có hàng người ta ra chứ còn đai lưng đó là so gì. Đai lưng em là so gì. Đơn em chỉ mang tạm thời thôi, hiểu không? Không có sinh lực. Ngon thằng người thu. Rồi mà thêm được đai lưng nữa nè em ơi. Ngon. Đây đồ của anh Long nè anh em ơi. Đây anh em ơi, anh em đợi em tí nha. Đây anh em ơi. Ở bắt 65 này thì có những món đồ như sau cho anh em xem. Đây anh em ơi. Đánh cho anh Nam thì được một vũ khí 540, hai cây vũ khí 540 nội lực. Những cây vũ khí này khoảng tầm dao động khoảng tầm 1 kim cho đến 1 kim rưỡi thì khoảng 100.000 anh em, 100.000. Đó. Rồi bao tay này sinh lực lực đẹp. Đó, 540. Kèm với ngọc bội này 540 dòng 1 thì cái này với cái này kèm vào thì được đủ một set 5 hạnh, được tương đối được 80 chậm anh em. Nếu mà đi set theo vũ khí thủy thì sẽ đi kèm với bao tay hỏa và ngọc bội hỏa thì được 80 chậm.
thì hai món này bèo lắm bán được 5 kim đó. Một món trung bình 2,5 kim cho đến cái ngọc bòi này có giá hơn đấy, ngọc bòi này có thể là bán được 3 kim cho đến 3,5 kim tại vì dòng một nè. Còn bao tay này bèo lắm cũng được 1 kim cho đến 1,5 kim nè, bao tay này cũng ok đấy. Rồi à, cái nón này của Khải nhầm đó. Rồi anh Long, anh Nam thì với 8 kim thì anh Nam sẽ được 1,2. Anh Nam thì tương đối là 8 kim thu hồi vốn nè, không lời lắm, tương đối là thu hồi vốn hoặc lỗ 1-2 kim đó, nếu bán thì tầm đó. Rồi còn bên anh Long thì đai nam, một đai lưng kháng lôi 28, xin được 100. Đai lưng này bèo lắm bán được từ 3 cho đến 5 kim đó, anh Long lời ấy. Rồi ngọc bội này xin chạm 40, ngọc bội này bèo lắm được 2,5 kim. Đôi giày thì sự về bờ của về bờ luôn, không còn gì để chơi luôn, nô một của nô một luôn. So với hiện tại thì bây giờ tóc 40, trong 40, kháng hóa 20, sinh lực nội lực thiệt sự quá đẹp đó. Một bộ tay làm trọng 40, bộ tay này cũng được hơn kim. Một cái vũ khí kháng lôi 26, sinh lực lực. Và cái vũ khí này đỡ mà bán thì cũng được hơn 1 kim nè. Một cây 30, một cây tóc 30, kháng độc 20, độc sát 24. Rồi một vũ khí, cái này thì cũng được vài kim nè, từ 3 cho đến 5 kim, cái này cũng ok đó. Rồi một cây làm trọng 40 cũng được 1 kim. Rồi ngọc bội này chống 20 đó. Rồi nói chung thì của anh Long thì với khoảng hơn 9 kim thì anh Long thu về thì Khải nghĩ là, đặc biệt là ở đôi giày thì sự quá chắc luôn, không gì để chơi được nữa mà, quá chắc luôn đó, không gì để chơi luôn. Rồi anh em xem video ở Bắc Sếp 45 này đừng quên đỡ lại cho Khải một like sẽ ủng hộ chơi nữa mà. Bây giờ thì Khải cũng tiếp tục ngừng video Bắc Sếp 45 và tí nữa tiếp tục sẽ ra Bắc Sếp 16 ở Ba Lan Hiện nha Nam. Đó anh em xem đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và cũng như là nhấn hơn 200 like để tiếp tục làm những video tiếp tục cho anh em xem nha. Tại vì video tầm này thời lượng nó cũng đã gần 1 tiếng khá là dài rồi nè. Khải sẽ ngừng video ở đây và tiếp tục đánh tiếp tục hơn 100 con nữa ở khu vực Ba Lan Hiện nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha.